Xin chào cả nhà nhé. Bây giờ đang là 8 giờ và em đang dừng sạc tại Mộ Đức. Hay đúng rồi, đây hình như là Mộ Đức của Quảng Ngãi. Thì cái trạm sạc này trên bản đồ thì em không thấy, mà đi thì thấy. Sáng nay thì hôm qua thì về Quảng Ngãi muộn quá nên là không có quay phim cho nhà mình xem được do cái tắc đường ở trên cao tốc ấy. Đấy, thì bây giờ đang ngồi tranh thủ sạc thì edit video nhà mình xem nhé. Cố gắng từ giờ đến chiều sẽ up video ngày hôm qua cho nhà mình xem. Video ngày hôm qua khá là dài, em sẽ chia thành hai phần. Đó. Thì về phía sạc. Sáng nay thì do là tối hôm qua về ngủ muộn không sạc nên là đi từ Quảng Ngãi ra đây tranh thủ sạc một tí nhé. Hôm nay em sẽ đi khoảng tầm vừa mới sạc được khoảng 10 phút thôi. Khoảng 55% là em sẽ đi đến Quy Nhơn. À, cái điểm dừng tiếp theo khả năng em sẽ dừng tại tại Quy Nhơn, hoặc em nếu mà còn đủ khả năng ấy thì em sẽ đi thẳng đến Tuy Hòa luôn. Thôi, hôm nay sẽ quay chi tiết thêm về nhà mình nhiều hơn nhé. Ok. Ok, xong rồi. Video cũng edit xong rồi. Thì có gì là sẽ sẽ up cho nhà mình xem nhé. Tranh thủ có 15 20 phút vừa sạc vừa edit video. Sạc này khá nhanh. Đấy. Mình đã sạc đâu, nó không nó mất thông tin rồi. Còn thì chạy xe xe nhưng mà nó hết xóa mất thông tin rồi. Điểm dừng tiếp theo là của mình sẽ là PPY Chí Thịnh. Nó nằm trên qua Quy Nhơn nhé. Đấy có Quy Nhơn khoảng khoảng mấy chục cây đấy. Tổng quãng đường bây giờ sẽ đi là hơn 200 km và vẫn đi trên cái đường ven biển Quy Nhơn. Muốn đi là vẫn ấn vào này. Rồi, lùi. Anh tay. Ok. Chuyến nữa sẽ đến bây giờ sẽ đi thẳng đến ngã ba Bình Dương. Có gì sẽ chia sẻ nhà mình trên đường nhé. Cái trạm sạc này ở trong bản đồ của VinFast thì không có, nhưng trong bản đồ của anh em chia sẻ ấy, thì có. Anh chị em đi thì nhìn vào cái bản đồ đấy đi thì nó sẽ nhanh hơn là bản đồ của VinFast ở trên website giờ này không update nữa rồi. Ok, mình thắt dây an toàn rồi mình đi đây. Chia sẻ nhà mình một chút là về cơ bản thì đường mà xuyên Việt thì quãng đường đẹp nhất, nói chung là quãng đường đẹp nhất trong cái chuyến đi thì là từ Hải Phòng đi Quảng Ngãi thì nhà mình đã đi hết rồi. Thì quãng đường còn lại từ đây đi vào trong kia nó hơi xấu ở đoạn này này. Đoạn này còn đẹp. Đi bắt đầu đi qua Quy Nhơn thì bắt đầu xấu. Từ Quy Nhơn đến Tuy Hòa và đến sang đến Nha Trang, thì sang đến Khánh Hòa thì đường bắt đầu đẹp, và từ Khánh Hòa mà về về Sài Gòn thì tuyệt vời luôn. Nên là cố gắng là cái lửa buổi sáng ngày hôm nay sẽ hơi vất vả, còn buổi chiều thì coi như là không có đi. Cái cao tốc buổi chiều nay thì em cũng sẽ chia sẻ với nhà mình một chút về cái cách đi từ Nha Trang đi đi Sài Gòn mà hiệu quả nhất. Mà tại vì cái cao tốc mà từ Vĩnh Hào mà đi về Sài Gòn nó cũng phải hơn 200 cây. Nên là trước khi lên cao tốc mọi người cố gắng cần phải có một cái lượng pin khoảng 66 cho đến 70% pin như này. Nhưng mà thôi, đấy là cái việc em đi quen rồi, cho nên mọi người lên trên 70% hãng đi vào cao tốc Vĩnh Hào nhé. Tại vì từ cao tốc Vĩnh Hào đi về thẳng Sài Gòn không có bất kỳ một trạm sạc nào đâu, toàn bộ là cao tốc 100%. Ok chưa nhỉ? Về cái rủi ro khi đi trên đường thì như hôm qua ấy, nên là bị tắc đường nên là không ai tính được, chẳng ai mong muốn như vậy cả, chứ đúng là lộ trình là sẽ đi sớm hơn. Là hôm qua về nhà hơi mệt nên cũng không chia sẻ thêm cho mình nhiều. Thì chia sẻ về các chiếc xe này nhỉ. Về pin, à đúng rồi, về sạc pin. Pin xe này thì cứ càng đi càng mới đúc kết ra nhiều kinh nghiệm hơn. Cái xe này nó rất là lạ, là khi mà mình mới cắm sạc cây trụ 60 hay trụ 180 chẳng hạn, thì nó đều đẩy lên mức công suất lên đến ta 50 đến 54 kW. Chỉ sau khoảng tầm 5-10 phút sau nó hạ dần, nó có kiểu nó hạ theo thời gian chứ không hạ theo công suất, nó không hạ theo phần nhóm pin mà hạ theo thời gian. Thì vậy lúc sau thì nó xuống bốn mấy, sau khoảng 10 phút sau nữa thì nó xuống 33.
Đấy, thế nên là em mới thấy một điều là từ không, à hôm trước em test là từ 5 lên 65% là 60% pin, mất tận 40 phút. Đấy, thế nên là nó lại không ăn theo phần trăm pin như những xe khác, mà là như hình như là ăn theo, không biết ăn theo cái gì, nhưng mà chắc là ăn theo thời gian. Nên là em phải chọn phương án là ok, vậy thì ta sẽ tối ưu hóa thời gian tốt nhất cho chiếc xe này nhé, là 10 lên sạc đến khoảng 60 đến 65% như này thôi. Và đi đường nếu nếu mà mình cần dừng nghỉ mà nó có trụ 60 80, mà đúng cái thời gian dừng nghỉ của mình ấy, thì ok, và nghỉ 15 phút thôi, cái 15 phút đến sạc nhanh lắm đấy, xong mình lại đi tiếp. Chứ còn nếu mà để và gọi là tham lam sạc 30 40 phút thì nó lại chậm, tại vì nó từ phút thứ 20 trở đi thì nó lại chậm, không hiểu sao 33 kW đối với em là chậm rồi. Em thì cứ phải thích nó ăn khoảng 55 kW hoặc 44 kW cơ, chứ 33 kW làm cái xe nó chậm hẳn. Vừa rồi đấy, mọi người nhìn em vào cái trụ sạc kia là lúc đấy xe khoảng 30% vào khoảng 15 phút, hơn lý do 5%, nhanh kinh khủng. Đấy, nên tốt nhất là mình chơi bài như thế thôi, tùy vào từng loại xe để mình chọn cái phương án sạc nhé, nhà mình nhé. Tiếp theo thì em chuẩn bị đến đây, chỗ này có một cái PVoi nữa, không biết là trong ngay ngã ba này thì nó có cái PVoi này có chạm sạc không. Bình thường thì trước đây khi mà đi xe xăng á, thì sẽ có hai lựa chọn, một là khi mà mỗi đến mỗi mỗi lần đi đến cái đoạn mà đi được từ Quảng Ngãi đi đến Quy Nhơn này, thì cái tỉnh Bình Định này nó rất có rất nhiều đường tránh của cái gì nhỉ, đường tránh của cái khu, khu thị trấn đấy. Đấy thì là trước đây thì em hay đi vào đường tránh đây, ở đây đèn đỏ rất là hay, đèn đỏ được đi thẳng này đấy. Đấy, đèn đỏ được đi thẳng, ok. Thì đây cũng có chạm sạc này, đây là cái trạm dừng nghỉ quê hương mà lúc nãy em định vào đây sạc, nhưng mà đây là cái trụ 60 kW đời thấp nên là em thôi không vào nữa. Cái xe này em thấy hôm qua chưa không chia sẻ nhà mình là test thử cái trụ sạc 60 kW đời la volume kia thì lúc nhận lúc không rất là khó chịu, nhưng mà cái trụ sạc mới 60 kW mới và 180 kW mới mà em vẫn quay phim nhà mình ấy, thì trụ đấy thì ok, vẫn nhận. Rồi bây giờ chúng ta em sẽ trao đổi tiếp về cái câu chuyện là đường đi, hay tại sao em nên đi thẳng như này. Thì thực ra thì tất cả các đường tránh ở bên sườn bên kia á, nó là đường dành cho xe công, xe tải, xe quá khổ, quá tải, nói chung tại xe to và sẽ đi vào đường đấy. Thế còn cái đường trong này thì sao, đường trong này thì đi đường này hay đi đường kia á, thì thời gian bằng nhau, nhưng mà đường kia nó sẽ dài gấp rưỡi nhưng mà tốc độ nhanh hơn, đường này sẽ ngắn hơn tốc độ chậm hơn. Và tổng không đổi nhé, tổng khi đến điểm đích kia thì hai bên người đi đường tránh hay đường thẳng là đều như nhau. Đặc biệt đi xe con này đi vào đây thì lại có một cái ưu điểm nhá, em chia sẻ luôn là xe điện nếu mà mình đi vận tốc trung bình 50 km một giờ này, cực kỳ tiết kiệm điện. Và nếu mà mình đi theo đường này á, thì nhất là mình sẽ tiết kiệm được về quãng đường, tiết kiệm được về điện, nên là mình sẽ đi xa hơn. Nên là anh em cứ tham khảo ý kiến của em, nếu mà đi xuyên Việt thì cứ đi thẳng vào trong nội thành nội thị của họ thôi. Nên còn đường tránh bên kia thì dành cho xe xăng hoặc dành cho xe tải hoặc xe giường nằm, đúng không? Đấy, đấy là một cái lựa chọn của em, thì xe mình có thể đi xa hơn. Ở đây thì mình có thể xét đi đều đều 50 cũng được, vừa nhàn hạ cũng an toàn thôi, vì người ta cũng đi chậm mà mình cũng đi chậm, vừa tiết kiệm được khá khá điện để đi xa hơn. Đấy, bây giờ là báo lên đi tận 300 cây, do em cứ đi đều 50 km này nó sẽ đi được 300 cây thôi. Em mình xem đoạn này là đoạn đường tránh Tây Sa Huỳnh của tỉnh Quảng Ngãi. Còn mọi lần em lại hay đi vào trong đường đâu trong trung tâm Sa Huỳnh này, mày đi thử tránh cho nào thì thấy tránh sợ không có ai đi luôn, lạ thật. Thì nó cũng chỉ tương đương quãng đường như nhau thôi. Thì vừa lấy đoạn trước thì chia sẻ anh em là những cái cung đường trước thì ok, đi ở trong nội thành nội thị được. Tây Sa Huỳnh thì mọi người lựa chọn phương án này nhé. Đấy, đường tránh nó song song quốc lộ 1A, chuẩn bị song song này. Đấy. Đi đường thì nhà mình có lên dùng Google Maps, như hôm nay em dùng thì dùng cái điện thoại này thì nó không có Việt Map Lite nhưng mà nó vẫn báo trên cái máy kia, nên là như nhau thôi, về cơ bản là nội dung mong muốn đều như nhau. Đấy. Ok.
Hi, chào cả nhà nhá. Bây giờ là 9 rưỡi rồi. Sáng giờ em đã đi được cái hành trình này, nó quên ông xét lại là đã đi được khoảng 150 cây. Bây giờ đang ở thị xã Hoài Nhơn. Giờ đi vào đây kiếm đồ ăn sáng. Chứ không sạc đâu. 47 km này thừa để đi được đến cái điểm đến tiếp theo rồi. Vẫn này vẫn chọn đi cùng đường biển nhé. Vẫn đi qua ngã ba Bình Dương rồi đi cùng viền ven biển. Đi qua FLC và qua Quy Nhơn, đi qua đèo Quy Nhơn nhé nhà mình nhé. Ok, bây giờ tìm quán ăn sáng ăn gì đã. Ôi, ăn sáng rồi nhà mình ạ, ăn no căng và ăn sáng thành ăn cơm luôn. Ở đây người ta lại bán cơm buổi sáng. Đó, thế là mình ăn cơm vậy. Cơm ngon, sạch, ăn đúng cơm của người địa phương luôn. Người ta bán rất là sạch sẽ. Và bây giờ là 10 giờ. 10 giờ thì tầm này thì thôi em xác định luôn là không ăn trưa rồi. Thì ăn tầm này thì làm sao có chuyện 12 giờ ăn được nữa. 24 giờ đến chiều thì chỉ ăn lặt vặt thôi chứ sẽ không ăn trưa nữa, tiết kiệm thời gian ăn trưa. Đấy, và sẽ đi giờ sẽ đi đến đấy. Em vừa xem rồi. Từ đây đến cái trận mà mày mong muốn ấy. Đó là tầm 150 cây. Với 46% pin thì không đủ rồi. À, cây xăng gần nhất có trạm sạc xe vào đi vệ sinh, cắm thêm 10 phút là đi tiếp, 5 đến 10 phút là đi tiếp là thừa sức. Là đúng, quyết đúng với kế hoạch đề ra nha. 144 km. Đi ra khỏi thị trấn An Nhơn vừa rồi ấy, thì là đến trạm thu phí. Và qua trạm thu phí thì thấy là cái đường mà đúng là mất tiền nó khác nhà mình ạ. Đi đèo Hồ Chí Minh kia bao giờ đường vắng, lèn đường đẹp. Mấy cái ổ trâu, ổ gà, ổ bò trước đây đã được vá lại hết rồi. Đi toàn 80, 90, vắng tanh, không hạn chế tốc độ luôn. Đi thích lắm. Rồi, từ đây đến cái ngã ba Bình Dương, đây, rẽ đường Nguyễn Nhạc này, còn 5,9 km nữa. Nhanh quá, nhanh quá, nhanh quá, sắp đến rồi. Rẽ đường đấy thì sẽ đi đường gì nhỉ? Đi đường làng, gọi là đường liên huyện đấy. Khoảng chục km rồi thì mới đi được đi đường đường đẹp. Nhưng mà đường thế này là đẹp rồi. Hello nhà mình. Cuối cùng cũng đã chuẩn bị đến cái đoạn đường rẽ vào đường ven biển Quy Nhơn rồi. Thì đấy, như bản đồ nó gì này, rẽ sang đường Nguyễn Nhạc cái này, từ quốc lộ 1A này rẽ vào đường Nguyễn Nhạc. Thì chó. Ok, thì rẽ sang đường quốc lộ này thì để mà đi được như này thì thực sự thì em cũng chả nhớ đường đâu. Em chỉ biết là đây này, như đây là ngã ba Bình Dương này, đi qua ngã ba mà lần trước thì rẽ vào ngã ba Bình Dương sẽ sang luôn. Nhưng lần này sẽ đi thử cái đường Nguyễn Nhạc này. Thì đường Nguyễn Nhạc này đây là khu dân cư mới, có thể đường nó sẽ đẹp hơn một tí. Đấy. TT Bình Dương này, đấy, thị trấn Bình Dương. Thị trấn Bình Dương rồi mà nó lại thuộc cái tỉnh Quảng, tỉnh gì nhỉ, Bình Định đây. Trước này em rẽ đây, nhà thuốc Long Châu này, đây rẽ đây. Nhưng hôm nay sẽ rẽ trên này, rẽ chỗ đường Nguyễn Nhạc trên này. À, em đang nói chia sẻ với nhà mình là thế làm nào để biết được cái con đường này đi như thế nào. Đây nó còn hướng thời gian tương tự này, nếu mình đi quốc lộ 1A thời gian tương tự, còn đi đường kia thì đấy nó cũng chẳng nhờ chậm hơn đâu. Nhưng mà đèn đỏ rồi, đây rẽ đường Nguyễn Nhạc ở đây. Đây, từ ven biển Quy Nhơn đây. Anh chị em nào mà xem clip của em mà sắp tới cũng đi offline ba miền VinFast tại Nha Trang, đặc biệt là đoàn Hải Phòng nhé, anh Thịnh, anh em Nghĩa mà có đi thì có thể tham khảo con đường này. Nhưng mà đừng trách anh là cái đoạn đầu khi mà vừa từ cái đường Nguyễn Nhạc ấy, cái đường tỉnh lộ đấy, đi về đến cái đường này thì sẽ có khoảng 10 km đẹp long lanh đường liên tỉnh, nhưng mà nó chỉ có mỗi bên một làn đường nhảy thôi. Nhưng cái đoạn cuối rẽ sang để mà bắt vào đường này ấy, thì sẽ bị mất khoảng 1 km đường xấu, nhưng bù lại mọi người được 50 km như này nhá. Quốc lộ 1A đang ở bên này này, song song với nhà mình đấy. Đường này nếu mà rành rành set cruise control là cứ thế ngắm cảnh thôi, đẹp lắm, đẹp lắm. Còn về vấn đề pin, như anh em đi xe điện chú ý nhá. Nếu mà xác định đi đường này là phải có pin, tại vì đường này không có chạm sạc đâu. Này, em còn có 29%,
em á. Đấy, có nghĩa là khi mà tính toán là em tính toán là đi vào con đường này là em phải còn ít nhất khoảng 30% thì em mới đi được đến Quy Nhơn, và đến Quy Nhơn thì tha hồ chạm sạc không phải nghĩ. Xe em đến Quy Nhơn là sẽ còn khoảng 15% nha, 15 đến 17%. Và sẽ dừng lại sạc khoảng chắc chỉ 10 phút thôi. 5-10 phút thôi là lên đường đi đến điểm đích tiếp theo của mình. Đấy, đây là chia sẻ cho anh chị em nào chọn cung đường đi Quy Nhơn nhá. Đường này thì vắng thôi nhưng mà vẫn được tập trung. Đẹp lắm, cảnh con đường này đẹp lắm, một bên là biển. Cả bên là biển. Đây, bên là đẹp như đây. Gió lộc lộc lộc. Ngoài gió lộc lộc lộc. Cái đoạn đường ven biển đi đến cái chùa ấy thì bắt đầu rẽ sang cái đường đường để đi về cái đường đoạn này nó ở rẽ trái đấy, nhưng mà mọi người đừng rẽ nhá, rẽ trái cũng được thôi, rẽ trái đường nó sẽ xấu xấu như kia kìa. Chỗ này thì nó lại không chỉ vì lý do là chỗ này đi nó xa hơn mất một tí ti đấy, hơn một tí ti, nhưng được cái đường đẹp đấy, mọi người nhìn đường có bàn cờ này đấy. Về cơ bản thì tổng quan hai con đường chẳng khác gì nhau đâu, nhưng mà thấu hiểu và so với Google không bao giờ chỉ đường này. Mình đi lần trước thì mình đi theo đường cũ, lần sau mình đánh liều đi đường này thì để trúng. Đấy, đi đường này xong rồi đến chuẩn bị đến ngã ba thì rẽ sang bên tay trái là đi thẳng một mạch ra cái đường đường mà mọi người vẫn đi FLC đấy, đi sân bay đường Phú Cát nữa. Thì đây trước mắt ấy, đường là một hướng đi về sân bay Phú Cát, một hướng đi về FLC. Thì mọi người sẽ đi đến đây là gần như là còn cách Quy Nhơn 20 cây nữa thôi. Đấy, mọi người đi theo cái con đường này nhá. Đây, con đường mà mọi người vẫn thấy mà có ai đi từ thành phố Quy Nhơn đi là FLC là sẽ đi đường này đấy. Hai bên, mỗi bên một làn, hai làn cách nhau nên như thế nào rất là rộng và gần như là không có đường ngang ngõ tắt đâu, cứ đi thẳng một mạch. Đường này được đi 90. Một bên là điện gió, một bên là bờ biển. Trước mặt là cuối đường này là sẽ đi đến thành phố Quy Nhơn. Nếu mà anh chị em nào mà đi từ Quảng Ngãi đi Quy Nhơn nhá, thì quãng đường nó sẽ khoảng hơn 200 km. Và thời gian như sáng nay em xuất phát là khoảng 8 giờ, hơn 8 giờ. Thì bây giờ hơn 11 giờ. Thế là mọi người sẽ đi mất khoảng 3 tiếng để có thể đi được từ thành phố Quảng Ngãi đi thành phố Quy Nhơn. Đấy, anh chị em sẽ đi ở lại Quy Nhơn nghỉ ngơi, du lịch. Thì sẽ hôm sau thì từ Quy Nhơn mà đi Nha Trang thì chỉ còn 200 cây thôi. Bây giờ sau khi em dừng sạc tại ở đây 15 phút, chắc em sạc 15 phút thì em sẽ đi luôn, khả năng em sẽ đến Tuy Hòa hoặc là đến một là sẽ sạc tại Tuy Hòa, nghỉ tại Tuy Hòa, hai là sẽ đến Ninh Hòa của Cam Ranh ở của Nha Trang để nghỉ nơi trước khi đến Nha Trang chỗ anh trai em để đưa đồ cho anh ấy nhé. Đến Nha Trang thì sẽ dừng lại đưa đồ ơi và tiếp tục hành trình đi Sài Gòn trong ngày hôm nay sẽ đến Sài Gòn. Rồi, chào cả nhà nhé. Đây là trạm sạc công ty Lado ở Quy Nhơn. Đấy, thì cái trạm sạc này nó là một cái giống như cái gara ấy, người ta của công ty Lado tương lai họ sẽ kiểu như là họ sẽ cho nhiều cái taxi ở đây. Thì bây giờ đang là lúc 11:40, em đã sạc đến 12 giờ thì hai vợ chồng sẽ đây vợ em ngồi chơi trong xe kìa, đang nghỉ ngơi. Và em sẽ edit video cho anh em xem nhé. Khoảng nửa tiếng này em sẽ đi thẳng Nha Trang luôn. Hôm nay thì sẽ về đến Sài Gòn chắc khoảng tầm 8-9 giờ tối đấy.